Ngày 25 tháng 1 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 223 đảng viên từ 30 đến 75 năm tuổi đảng. Cụ thể, có 2 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 13 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 27 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Ngoài ra, 32 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 78 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 60 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho các đảng bộ trực thuộc tổ chức trao theo quy định.